Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Promoter. Sau sự xuất hiện của em này thì dường như cái dòng tai nghe True Wireless đã kiểu bùng nổ ở trên thị trường. Và Razer đương nhiên rồi sẽ không thể đứng ngoài cái cuộc chơi đó. Thì ngày hôm nay mình đang có một chiếc tai nghe Razer Hammerhead True Wireless mới tinh 100%, còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ mở hộp và đánh giá nhanh cái mẫu tai nghe này. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay nhé. Ok, mình vừa dẹp siêu em rồi, thì bây giờ chúng hãy mở hộp và xem bên trong có những gì nhá. Nào, đợi mình một chút. Uầy, hộp chặt phết anh em ạ. Rồi, may quá không rơi cái gì. Thì đầu tiên thì đây là thư cảm ơn đến từ bên phía của Razer cùng với tập và sách hướng dẫn sử dụng. Anh em nên giữ tập sách hướng dẫn sử dụng này để có thể gọi là tìm hiểu về bộ sản phẩm này và hai miếng sticker với logo của Razer. Ok, để sản phẩm anh em nào cũng mong muốn, bởi vì đồ Razer có bao giờ rẻ đâu. Chúng ta sẽ đến với nhân vật chính trước. Đây là chiếc hộp tai nghe của Razer. Đây, em ở đây, trông nhỏ gọn đúng không? Và sử dụng cổng USB Type-C. Tân tiến rồi, giờ mà dùng micro USB nữa thì chán lắm. Và bên trong thì rõ ràng chúng ta vẫn chưa có tai nghe để ngoài đây cơ. Nhưng mà mình sẽ nói một chút về cái phần gọi là nước sơn của cái mẫu sản phẩm này. Thì nước sơn thì màu đen như bình thường thôi, và nó hơi bám dấu mồ hôi cùng với dấu vân tay. Đây là sản phẩm có mức giá lên đến 2.700.000 đồng. Tuy nhiên thì theo những cảm quan cá nhân của mình ấy, thì mình cảm nhận được là đây, cái lúc mình mở lên, mình gập xuống thì nó có hơi có tiếng gọi là sọc sạch, để mình cho bạn anh em nghe thử nhá. Anh em có nghe rõ không? Có thể là một số anh em không nghe rõ, nhưng tuy nhiên thì đây nó được hút bằng nam châm và hút rất mạnh. Thôi không sao cả, chúng ta quan tâm nhiều hơn là cái phần gọi là chất lượng âm thanh. Thì ở đây, đây là cái tai nghe này. Đấy, được đựng rất kỹ càng đây. Để cái hơi hướng thiết kế thì anh em nhìn qua là biết giống cái sản phẩm rồi, gì đúng không? Thì đây một tai nghe kiểu earbud in-ear để hẳn được vào trong tai. Và về phần thiết kế, ở đây sẽ là logo Razer màu xanh luôn. Đây không phải đèn LED RGB, vì đây là một tai nghe Bluetooth kiểu viên pin đây, nó bé này, viên pin bé. Ở đây mà có đèn LED nữa thì không biết dùng được mấy tiếng hết pin thì buồn lắm. Rồi, để sản phẩm ra đây, mình sẽ để vào vỏ hộp. Ở trong như này, thì bên trong bên này có jack hút. Đây, để vừa để cố định cái tai nghe, và thứ hai là để sạc cái mẫu tai nghe này. Ok, bây giờ mình sẽ cất mẫu tai nghe này và để giới thiệu những cái sản phẩm cuối cùng. Các anh em đợi mình một chút nhá. Phụng quá, lần đầu tiên được động vào những cái sản phẩm Razer. Mình thì ngày xưa mình không sử dụng đồ Razer, hiện tại mình mới sử dụng bàn phím của Razer thôi. Và cuối cùng, đây là phần phụ kiện. Thì như mình đã nói ngay từ ban đầu, đây là dây, đây này, cổng USB Type-C, nên dây cũng được là dây USB Type-C. Và đầu này, anh em nhìn thấy không, màu xanh đặc trưng của Razer. Đây là dây bọc dù nhá, chống rối và chống đứt. Ok, và đây là cái phụ kiện. Phụ kiện theo như trong vỏ hộp thì đây là một cái để anh em có thể thêm vào cái phần tai nghe này để giúp tai nghe chặt hơn nếu như lỗ tai của anh em quá to chẳng hạn. Và cuối cùng đây là móc đeo. Đấy, móc đeo. Móc đoạn này này để đi đeo vào tay này, vung va vung vẩy không sợ rơi mất. Rồi, thì mình sẽ trở lại với anh em trong khoảng độ vài giây nữa để mình có thể trải nghiệm được mẫu tai nghe này nhá. One hour later. Sau khoảng 4 tiếng trải nghiệm sản phẩm thì đây là cái nhận xét của mình. Khi mình nghe cái mẫu tai nghe này, khi mình đeo vào ấy, cảm giác nó rất tốt, kiểu như đeo mà không đeo nó rất nhẹ. Thì mình thực sự là mình ngạc nhiên khi đeo mẫu tai nghe này vào, bởi vì cái lúc mình sờ vào ấy, mình nghĩ là tai nghe này chắc đeo một thời gian để đau đấy, nhưng khi mình đeo mình lại cảm thấy rất thoải mái. Thì cái điều này vừa có điểm lợi và vừa có điểm hại. Điểm lợi đầu tiên là anh em sẽ đeo không bị đau tai, và điểm hại là kiểu nó nhẹ quá, đeo vào nó rơi mất lúc nào không biết. Có thể là vậy. Và cái khoảng thời lượng pin ấy, và khi mình lấy ra mình sạc ấy, thì mình cảm nhận được là khi mình nghe thì được rơi khoảng độ gần 4 tiếng. Và theo như mình tìm hiểu thì cái vỏ hộp này, cái hộp này sẽ sạc được thêm 3 lần nữa, tức là rơi vào khoảng 12 tiếng sử dụng. Thì thấy đây là một cái sản phẩm khá thú vị. Anh em có thể dùng một số ngày, khoảng độ 2, 3, 4 ngày thì mới sạc cho cái tai nghe này. Và khi mình nghe cái mẫu tai nghe này ấy, mình đánh giá là chất lượng âm thanh khi nghe nhạc thì rất tốt. Anh em nào mà thích nghe những cái bản nhạc kiểu âm bass nhiều thì rất tốt. Còn nếu như anh em mà thích nghe những cái bài hát bình thường ấy, mà kiểu nhiều tiếng đạo cũ ấy, thì khi mình nghe thì tiếng ca sĩ thì đồng ý một điều là nó nghe vẫn rõ. Tuy nhiên những cái tiếng đạo cũ ấy, mình có cảm giác như kiểu nghe trong một không gian nó hơi rộng một chút ấy, nghe nó kiểu hơi vang vang vang, không biết anh em như nào, hoặc là do cái trải nghiệm cá nhân của mình nó như vậy thôi. Còn về cách sử dụng như nào thì anh em hãy lên trang chủ của App Store hoặc là Google Play download cái phần mềm hỗ trợ cái mẫu tai nghe này. Thì đây, nó ghi hết ở vỏ hộp, anh em có thể xem và quét mã QR để có thể ra được. Và khi mà mình sử dụng ấy, tại sao mình lại lựa chọn những cái mẫu tai nghe kiểu True Wireless? Thứ nhất, bởi vì nó tiện lợi, nó không vướng dây dợ. Như kiểu là mình kiểu ra đường mình nghe nhạc hay mình đi bộ thôi nhá, anh em đi xe là mình không khuyến khích sử dụng đâu. Nhưng mình kiểu mình ra đường này, mình đi chơi này, hoặc là mình lên ô tô, thì mình đeo cái mẫu tai nghe này vào, mình cảm thấy nó thoải mái và không kiểu dây dợ lúc nào cũng vậy. Cất điện thoại trong túi xong, không vướng một sợi dây nào cả, không sợ rơi bất như nào. À không, vẫn sợ rơi đấy. Anh em ra đường mà chẳng may rơi mất thì tai nghe 2.7 triệu đấy.
Và khi cái trải nghiệm khi chơi game như nào? Đương nhiên rồi, nó vẫn rất tốt vì Razer là một sản phẩm hướng đến những cái bạn người dùng là gaming cơ mà. Và khi sử dụng mẫu tai nghe này mà anh em sử dụng max hiệu năng kiểu để chơi game cho độ trễ thấp nhất ấy, thì phải chấp nhận một điều, đó chính là nó sẽ nhanh hết pin. Nếu như sử dụng bình thường mà không kiểu chú trọng vào cái độ trễ cao hay gaming thì sẽ rơi vào khoảng 4 tiếng. Còn nếu mà chú trọng vào phần gaming ấy thì sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Tuy nhiên theo mình thấy thì ngồi chơi game 2-3 tiếng này hiệu quả nhất rồi, còn chơi game lâu thì không tốt cho sức khỏe đâu. Và cái sản phẩm này sẽ được hỗ trợ là Bluetooth 5.0. Thì anh em biết Bluetooth 5.0 ấy thì độ trễ ngay cả khi anh em không bật cái gọi là cái hiệu năng cao nhất ấy thì độ trễ nó cũng đã rất thấp rồi và sử dụng đều ok đấy. Thì tổng kết lại với mức giá khoảng độ 2.7 triệu thì mình nghĩ đây là một sản phẩm có thể xứng đáng lựa chọn. Nếu như Razer mà chú trọng tốt hơn một chút về cái phần gọi là thiết kế này, cái phần gọi là giống như kiểu các bản lề ấy, nó trau chuốt hơn một chút để sao cho nó tinh tế hơn, thì mình nghĩ đây sẽ là sản phẩm đáng lựa chọn nhất. Ok, nếu như anh em quan tâm đến những cái sản phẩm mẫu tai nghe này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, cùng với đó là một số các sản phẩm khác đến từ Razer để anh em có thể click vào để mua. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Đừng quên, chúng mình vẫn bán online và trả góp 0% nha.